Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên vợ anh phải lên thành phố làm công ty. Anh ở quê làm thợ hồ chăm hai con nhỏ. Lúc đầu thì vợ anh thỉnh thoảng cũng có về thăm con và cũng gửi tiền về để anh trang trải gia đình. Nhưng 6 tháng sau thì anh phát hiện vợ anh làm công ty rồi cặp kè với trai trẻ và không muốn về nhà nữa. Anh gọi điện thì tắt máy rồi một thời gian dài là thuê bao. Đỉnh điểm là vợ anh chuyển trọ, anh tìm đến nơi thì không còn ở đó nữa. Đến khi anh liên lạc được với vợ thì cô ấy nói do đi làm xa thiếu thốn tình cảm, không được chồng chăm sóc, ốm đau bệnh tật chỉ có một mình. Mà cậu đồng nghiệp kia thì lại rất quan tâm ân cần nên giờ vợ anh bỏ đi theo người đàn ông đó mà không bận lòng gì đến hai con nhỏ. Khi mà nghe xong câu chuyện này thì em Dung cảm thấy vô cùng là thất vọng, bởi vì phụ nữ có thể bỏ chồng chứ không bao giờ bỏ con. Còn một khi họ đã bỏ con thì khẳng định đó là một người phụ nữ không đáng để níu kéo. Đừng viện cớ là vì hoàn cảnh đi làm xa nhà, không có ai bên cạnh mà cho phép mình được ngã vào lòng một người đàn ông khác. Chẳng vì lý do gì cả, lý do là không chung thủy, lý do là bản tính lăng nhăng, là không biết vun đắp cho gia đình. Thế thôi. Và với một người phụ nữ như vậy thì tốt nhất anh đừng níu kéo. Hãy cố gắng làm việc và nuôi dạy con thật tốt, rồi sẽ có một lúc nào đó anh sẽ tìm được một người phụ nữ tốt hơn anh nhé.